Chào cả nhà, hôm nay Sáp Thảo Dược chia sẻ với cả nhà biết đến công dụng của cây núp nát, hay còn gọi là cây hoàng bá nam. Núp nát là một loại cây thân nhỡ, cao khoảng từ 5 đến 13 mét, thân nhẵn, nhỏ, ít phân cành, vỏ cây màu xám tro, bên trong vỏ có màu vàng. Lá có hình trái xoan, mép lá nguyên, không có răng cưa. Đối với cây núp lát thì người ta hay dùng vỏ để làm thuốc chữa bệnh. Sau đây thì mình sẽ nói về những cái công dụng của cái cây núp lát hay còn gọi là hoàng bá nam. Nó hỗ trợ điều trị về nở nếp da, ngứa da, bệnh tổ đĩa, giang mai ngoài da, chữa bệnh viêm đường tiết liệu này, tiểu buốt ra máu và điều trị đau tức sườn bên phải, bị bệnh vàng da, điều trị ho mạn tính, nở nếp da do dị ứng sơn, hoặc là điều trị về dạ dày này, viêm da, dị ứng này, dị ứng da, mũi nhọn, mè đay, mẩn ngứa, và điều trị về ban trái này, sởi ở trẻ em. Có một số bài thuốc dùng để ngâm rửa điều trị các bệnh lý về da. Về cách dùng thì đối với vỏ núp lát có thể nấu thành cao hoặc là bào chế thành dạng bột. Bên cạnh đó thì người ta cũng có thể sử dụng thành dạng khô, sắc nước, dùng để rửa bên ngoài da. Đối với dạng khô thì một ngày mình dùng từ 15 đến 30 gram mỗi ngày. Mình có thể đun nước, mình sắc để mình rửa ha. Dùng rất là tốt cho những ai bị các vấn đề về da như là dị ứng này, bị nở, nét, bị ngứa da nhé, và bệnh tổ đĩa. Hiện tại thì bên shop mình đang bán dạng vỏ khô của cây núp lát. Cả nhà có nhu cầu muốn mua thì hãy liên hệ trực tiếp với shop qua số điện thoại mình để ở bên trên nhé. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!